Kính chào quý vị, quý vị đang theo dõi những thông tin toàn cảnh trên kênh YouTube của chúng tôi. Nội dung chương trình sẽ cung cấp đến quý khán giả những góc nhìn toàn cảnh những vấn đề nóng hổi dưới góc nhìn chuyên sâu, đa chiều đang giành được sự quan tâm lớn của dư luận. Bà Phạm Thị Hương, người được mệnh danh là bà trùm bất động sản ở Bình Dương, vừa bị cục cảnh sát điều tra tội phạm Bộ Công an ngăn chặn mọi giao dịch tài sản. Cụ thể, cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu Bộ Công an đã có văn bản gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc đề nghị phối hợp ngăn chặn các giao dịch liên quan đến công ty cổ phần bất động sản Phú Hồng Thịnh và một số cá nhân khác có liên quan để phục vụ công tác xác minh điều tra. Theo đó, cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu đang xác minh vụ việc có dấu hiệu vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát lãng phí, vi phạm các quy định về quản lý đất đai, trốn thuế xảy ra tại Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương, Ủy ban nhân dân thành phố Thuận An, công ty trách nhiệm hữu hạn bất động sản Phú Hồng Thịnh nay là công ty cổ phần bất động sản Phú Hồng Thịnh và một số đơn vị có liên quan. Cụ thể, tổ chức bị đề nghị ngăn chặn giao dịch là công ty cổ phần bất động sản Phú Hồng Thịnh đăng ký trụ sở ở phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, Bình Dương cùng 7 cá nhân liên quan đến công ty này. Trong đó có bà Phạm Thị Hường, sinh năm 1966, quê Quảng Bình, đứng đầu công ty. Động thái ngăn chặn giao dịch tài sản, vốn góp của bà Phạm Thị Hường và người có liên quan nhằm phục vụ công tác xác minh thu hồi tài sản cho nhà nước. Sau khi nhận công văn nêu trên, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã ký văn bản gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu thực hiện theo đề nghị của cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế buôn lậu. Trong đó, giao Sở Tài nguyên và Môi trường cung cấp thông tin, ngăn chặn mọi giao dịch chuyển nhượng, cập nhật thông tin đối với các quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất liên quan đến công ty Phú Hồng Thịnh và các cá nhân có liên quan đến doanh nghiệp này. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương cũng yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư cung cấp thông tin tạm dừng việc chuyển nhượng vốn góp tại các pháp nhân, các dự án bất động sản của công ty Phú Hồng Thịnh trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Mọi giao dịch liên quan đến tổ chức và các cá nhân nêu trên chỉ được thực hiện khi có văn bản giải tỏa của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu. Bà Phạm Thị Hương được biết đến là con trong một gia đình nghèo khó tại miền Trung. Vì hoàn cảnh cơ cực thiếu thốn, cha bà từng phải gửi con cho một gia đình khác có điều kiện để chăm nuôi. Tuy nhiên, vì quá sợ hãi và nhớ nhà, bà đã trốn về ngủ lén cạnh xó nhà tranh. Không ai có thể ngờ rằng, bằng ý chí và quyết tâm vô hạn, bà đã từng bước chinh phục mọi khó khăn thử thách để đi đến thành công, vượt khó trở thành một nữ doanh nhân tiếng tăm trong giới bất động sản và được mệnh danh là bà trùm thép của bất động sản Bình Dương. Công ty Phú Hồng Thịnh được thành lập từ tháng 5 năm 2013 do bà Phạm Thị Hương đứng đầu, hoạt động chính trong lĩnh vực bất động sản với các dự án nhà ở thương mại, đất nền, tọa lạc tại các vị trí đắc địa, chủ yếu trên địa bàn thành phố Thuận An, thành phố Dĩ An của tỉnh Bình Dương. Ngoài ra, bà Hường cũng đứng tên tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Quản lý Đầu tư Phát triển Đô thị Việt Nam, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Dịch vụ Bất động sản Phú Phong, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Thương mại Dịch vụ Chợ Phú Phong, Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Giang Nam. Nhóm doanh nghiệp này là chủ đầu tư của hơn chục dự án bất động sản tại Bình Dương. Đặc biệt, chỉ trong giai đoạn từ ngày 1 tháng 1 năm 2016 đến ngày 15 tháng 10 năm 2018, riêng nhóm Phú Hồng Thịnh đã có tới 9 trên tổng số 53 dự án nhà ở thương mại được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương cấp quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng vốn đầu tư lên tới hàng ngàn tỷ đồng. Trong đó, riêng công ty Phú Hồng Thịnh được chấp thuận chủ trương đầu tư 8 dự án, tổng diện tích 32,8 ha với 2.630 căn hộ, tổng vốn đầu tư lên tới 2.108,9 tỷ đồng. Mặc dù sở hữu số lượng dự án rất lớn, nhưng điều đáng nói cho tới cuối năm 2018, quy mô vốn chủ sở hữu của Phú Hồng Thịnh mới chỉ đạt mức 253,97 tỷ đồng. Cập nhật đến cuối năm 2019, quy mô vốn chủ sở hữu của Phú Hồng Thịnh cũng chưa có nhiều cải thiện, chỉ đạt 257,67 tỷ đồng. Vào năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương và các sở ngành đã cung cấp toàn bộ hồ sơ liên quan tới 17 dự án bất động sản thuộc nhóm 4 công ty do gia đình bà Phạm Thị Hương làm chủ theo yêu cầu của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu. Tổng số lượng của 17 dự án nói trên lên tới hàng ngàn nền đất. Sau khi nhận chuyển quyền thuê đất sản xuất, các công ty do gia đình bà Hương làm chủ đã xin chuyển mục đích để phân thành các nền đất ở. Với cách làm này, chỉ trong vòng từ 3 đến 4 năm, các công ty của gia đình bà Hương đã thâu tóm và tách thửa được hàng ngàn nền đất rồi bán lại cho người dân. Ngoài 17 dự án nói trên, Bộ Công an còn yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương cung cấp toàn bộ hồ sơ về việc phân lô bán nền đất nông nghiệp đối với 9 khu đất khác tại thành phố Thuận An. Các khu đất này được hình thành theo công thức, bà Hương mua các khu đất nông nghiệp lớn, tổng cộng là 9 khu đất với tổng diện tích hơn 101.000 m2 nằm ở các phường An Phú, Bình Chuẩn, Lái Thiêu của thành phố Thuận An. Theo quy định của pháp luật và của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương, các khu đất muốn tách thửa sang đất ở phải có phương án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, phải đầu tư hạ tầng kỹ thuật phù hợp quy hoạch. Thế nhưng, 9 khu đất nông nghiệp đã được phù phép thành 1059 cuốn sổ đỏ với diện tích đất nhỏ rồi sau đó bán cho người dân. Theo kết quả kiểm tra của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương, việc phân lô bán nền nói trên là việc làm vi phạm pháp luật, không chỉ hình thành nên các khu dân cư tự phát, không được đầu tư hạ tầng mà còn tạo nguy cơ gây thất thu thuế cho ngân sách nhà nước. Theo quy định, nếu doanh nghiệp muốn đầu tư dự án bất động sản thì phải chịu thuế thu nhập và nhiều khoản chi phí khác. Thế nhưng với chiêu tách thửa bằng hình thức tặng cho các con và phân chia tài sản vợ chồng, thì toàn bộ 1.059 nền đất của gia đình bà Hường đã được miễn thuế thu nhập và không phải nộp phí trước bạ. Trước những sai phạm liên tiếp và lặp đi lặp lại, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương chuyển vụ việc qua cơ quan điều tra công an tỉnh làm rõ và có kiến nghị xử lý phù hợp. Theo Trung tâm xử lý tin giả và thông tin xấu độc Việt Nam, gần đây hiện tượng lừa đảo qua mạng internet gia tăng mạnh, khiến nhiều nạn nhân tìm kiếm các hình thức trợ giúp tư vấn pháp lý lợi dụng điều này một số đối tượng lừa đảo lập các website giả danh các văn phòng luật cơ quan chức năng của bộ công an để tiếp cận nạn nhân nhằm chiếm đoạt tài sản chiếm đoạt thông tin cá nhân của nạn nhân biến các nạn nhân tiếp tục trở thành đối tượng bị lừa đảo mục đích của những kẻ lừa đảo này đa dạng từ việc trục lợi tài chính đánh cắp thông tin cá nhân cho đến việc triển khai mã độc và các chương trình gián điệp vào hệ thống của nạn nhân Việc giả danh này không chỉ gây thiệt hại về tài chính mà còn làm tổn hại đến uy tín và niềm tin của các tổ chức pháp lý và an ninh mạng. Trung tâm xử lý tin giả thông tin xấu độc Việt Nam nhận được nhiều phản ánh của các công ty luật như công ty luật trách nhiệm hữu hạn Mai Sơn, công ty luật Bảo Ngọc, văn phòng luật sư Lê Nguyên Giáp, công ty luật Chí Minh, trong đó đều phản ánh hiện tượng sao chép lấy thông tin cá nhân, hình ảnh từ các tài khoản, trang, kênh mạng xã hội để thực hiện lừa đảo trung tâm xử lý tin giả thông tin số độc việt nam đang thực hiện các biện pháp để xử lý các tài khoản giả mạo trung tâm xử lý tin giả và thông tin số độc việt nam khuyến cáo người dân đề cao cảnh giác tỉnh táo và kiểm tra kỹ lưỡng các thông tin từ nguồn trên internet không cung cấp thông tin cá nhân hoặc tài chính qua email hoặc liên kết đáng ngờ không thực hiện bất kỳ giao dịch đặt cọc nào đối với các hợp đồng tư vấn luật đối với các nạn nhân bị lừa đảo tài chính cần gọi điện đến ngân hàng nhận tiền lừa đảo và thực hiện trình báo ngay đến cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ. Công an thành phố Hà Nội tiếp tục đưa ra cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi tham gia các ứng dụng đầu tư tài chính online. Theo cơ quan chức năng, đầu tháng 2, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Hà Nội tiếp nhận trình báo của anh T về việc bị chiếm đoạt 4,2 tỷ đồng. Nội dung trình báo thể hiện anh T nhận được điện thoại của đối tượng tự xưng là nhân viên của công ty chứng khoán VPS và muốn anh vào nhóm để học hỏi, hỗ trợ thông tin về chứng khoán. Anh Tê đồng ý tham gia nhóm Zalo và được một vài cá nhân tự xưng là người thầy cung cấp các thông tin về thị trường chứng khoán, định hướng anh tham gia thị trường vàng với hứa hẹn lợi nhuận cao hơn. Người đàn ông này sau đó đã tải ứng dụng Sun Transfers 5 để tham gia đầu tư. Trong 2 ngày, anh Tê chuyển 1,2 tỷ đồng đầu tư và rút ra được 600 triệu đồng lợi nhuận trong 7 lần rút. Đến lần thứ 8, anh T không rút được. Lúc này, các đối tượng thông báo anh T cần nâng cấp gói VIP 3 tháng, hoàn trả quỹ hỗ trợ đầu tư, gỡ bỏ chế độ an toàn. Anh T sau đó đã chuyển cho các đối tượng 3,6 tỷ đồng nhưng vẫn không rút được ra. Lúc này anh mới nhận ra mình bị lừa và đến cơ quan công an trình báo. Nhà chức trách cảnh báo để phòng tránh lừa đảo, người dân cần cảnh giác với các cuộc gọi từ số điện thoại lạ cân nhắc kỹ khi tham gia vào các nhóm đầu tư tài chính, lời mời kết bạn từ các đối tượng lạ trên các trang mạng xã hội. Công an Hà Nội cũng đề nghị người dân không tham gia ứng dụng đầu tư tài chính, sàn giao dịch quốc tế được quảng cáo lãi suất cao, tiềm ẩn nguy cơ bị lừa đảo để bảo vệ chính mình và tránh rơi vào các cạm bẫy tài chính. Khi gặp các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần liên hệ cơ quan công an để giải quyết kịp thời vụ việc theo quy định những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi quý vị đừng quên nhấn nút subscribe kênh để không bỏ lỡ những tin tức nóng hổi được cập nhật liên tục theo thời gian thực còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo